Xin kính chào quý cô bác anh chị các bạn và các em. Một ngày bình an sẽ đến với tất cả mọi người. Trân trọng giới thiệu đến cả nhà phần 5 và phần 6 của truyện Đừng chết ở Ả Rập của tác giả Nghiêm Hương. Xin mời quý vị cùng lắng nghe. Phần 5: Đội chủ. Khi tôi chui vào sau xe và chiếc xe bắt đầu lăn bánh, lập tức ông chủ quay ngoắt thái độ. Ông ta vừa nhìn đường vừa nói rất nhanh và rất nhiều, với vẻ mặt đe dọa bằng cả tiếng Anh và tiếng Ả Rập. Tôi hiểu đại ý rằng không được hé răng với bất kỳ ai về những việc vừa xảy ra. Tôi không trả lời, mọi suy nghĩ của tôi chỉ tập trung vào việc sẽ đấu tranh tới cùng với ông ta ở văn phòng để có thể trở về. Ông ta tấp xe vào lề đường và quay lại quát to: "Mày có nghe thấy gì không?" Tôi mặc kệ, quay mặt ra ngoài cửa xe. Ông ta đang sợ, ông ta đã phải chở bao nhiêu người giúp việc tới văn phòng môi giới với nỗi sợ bị phát giác tương tự như thế này rồi. Chiếc xe nhảy chồm chồm khi chạy qua một con đường đang làm dở, bụi mù mịt. Tôi ngoan cố không thụt đầu vào bên trong. Vì hôm ông ta tới đón tôi về là vào ban đêm nên giờ tôi tranh thủ phóng mắt ra nhìn quang cảnh dọc đường. Những dãy núi đá phía xa ôm trọn cả cung đường, tôi không nhìn thấy điểm kết thúc. Những trảng cát xoay từng cuộn kéo cát bay để dàn lên mặt đường như những con sóng nhỏ nhấp nhô phía trước xe. Dọc đường có khá nhiều tượng lớn, nhưng không hề có một bức tượng nào mang hình người. Tôi đếm có vài bức tượng giống nhau, mô tả những bộ ấm đặc trưng của người Ả Rập với quai ấm và vòi cong vút cao như tòa nhà hai tầng, hoặc tượng cây đèn của Aladdin được sơn son thép vàng cũng to không kém dựng sát lề đường. Vài bức tượng khác chỉ có cánh tay người nhô lên đeo những giỏ chứa lúa, gạo và trái cây đứng giữa vòng xoay của các nhánh đường. Tôi khá ngạc nhiên khi nhìn thấy một khu vui chơi dành cho trẻ em được đặt giữa một trảng cát trống. Không có mái che trên đường đi, xung quanh không có bóng dáng của bất kỳ ngôi nhà nào. Có vài chiếc xe đổ sát đường và tôi chỉ kịp nhìn thấy bóng những chiếc áo đen dài, quét đất, đang ẵm những đứa trẻ rời khỏi đám xích đu, cầu trượt giữa cơn gió cát. Rồi những hàng trà là quen thuộc được trồng ở các dải phân cách giữa đường hiện ra khi xe bắt đầu rẽ vào thành phố. Có hai siêu thị lớn nằm trên bãi đất trống với chỗ đậu xe rộng mênh mông đằng trước. Sát ngay đó là những cửa hàng, cửa hiệu, bệnh viện và những ngôi nhà kính cổng cao tường. Tôi mường tượng phía sau những cánh cửa kia không biết có người giúp việc nào rơi vào hoàn cảnh giống như tôi không. Biết đâu tôi vẫn là người may mắn hơn bọn họ khi dấn thân vào một đất nước mà không lường trước được việc sẽ phải thích nghi với một nền văn hóa hoàn toàn xa lạ, hoàn toàn tách biệt với thế giới ngoài kia. Gần giữa trưa, xe mới đến trước cửa văn phòng, mặc nguyên cái váy dài với đôi tất đỏ và lấy khăn quấn đầu kéo xuống làm mạng che mặt. Không có áo khoác, tôi run lập cập đi theo ông chủ vào văn phòng. Vẫn là người đàn ông nhỏ xíu ngày đầu bước ra bắt tay tôi, rồi tới người đàn ông cao to với đôi mắt đẹp tuyệt hiện ra tiếp sau bảo tôi đi theo ông trong khi ông chủ ngồi ở phòng ngoài. Tôi bước vào căn phòng cách âm cũ, đống chăn đệm được dẹp sát vào góc phòng, một cái bàn nhỏ kê giữa phòng. Ông ta ra hiệu cho tôi ngồi xuống chiếc ghế nhỏ trước mặt rồi nói: "Chúng tôi đã được báo về trường hợp của cô. Chúng tôi đã cử người xuống nhưng không có ai ở nhà. Chuông cổng không kêu nên khi tôi liên lạc được với chủ cô, tôi yêu cầu ông ta đưa cô tới đây với lý do để cô thông báo tình hình làm việc cho văn phòng tại Việt Nam. Thỉnh thoảng chúng tôi thường kiểm tra đột xuất như vậy với chủ sử dụng lao động để đảm bảo họ không dám ngược đãi người lao động. Vì thế ông chủ của cô không nghi ngờ gì cả. Còn bây giờ cô đã được an toàn ở đây, cô hãy cho tôi nghe lại đoạn ghi âm mà cô gửi về văn phòng tại Việt Nam được không?" Tôi rút điện thoại trong cạp quần ra. Nhà chủ không biết tôi có wifi và sim ở bên này. Vì vậy, bà chủ không thu điện thoại của tôi như đã thu hết các đồ dùng khác. Tôi mở file cho ông ta nghe, nhưng tay tôi vẫn giữ chặt cái điện thoại. Mỗi âm thanh vang lên là cơn giận dữ của tôi lại tăng dần.
đoạn ghi âm gần 2 phút mà tôi có cảm tưởng cả một đời người gói vào trong đó. Ông ta im lặng khá lâu khi nghe xong, rồi chậm rãi ông ta nói: Tôi thì không phụ trách người lao động Việt Nam tại văn phòng này, tôi phụ trách người Philippines. Tôi cũng không phải dân ở đây, tôi là người Ai Cập và đã làm việc ở đây được 4 năm rồi. Tôi có nghe nói về vụ của cô và nhìn thấy hình cô trên hồ sơ, tôi đã xin được giải quyết, mặc dù không liên quan gì tới tôi cả. Tôi nhớ buổi đầu tiên khi thấy cô, tôi đã biết cô tới đây không phải để làm công việc này. Bây giờ cô nghe cho kỹ, cô hãy ngồi nguyên tại đây, không được bước ra ngoài, chừng nào tôi chưa quay lại. Đồ đạc của cô đâu? Tôi đáp, vẫn ở nhà Madame. Ông ta nói, chúng tôi sẽ mang lại đây cho cô, chắc chắn cô sẽ không quay về ngôi nhà đó nữa. Tôi sẽ gọi điện về văn phòng tại Việt Nam sau khi làm việc với ông chủ của cô xong. Cô sẽ được an toàn, tôi hứa như thế. Rồi ông ta bước ra ngoài, cánh cửa cũng bị khóa chặt. Mệt mỏi, tôi nằm co quắp xuống đống chăn đệm hôi rình chờ đợi. Chưa đầy 5 phút sau, người đàn ông bẩn thỉu bữa nọ mở cửa mang cho tôi một ly trà và một đĩa bánh mì phô mai. Tôi ăn ngấu nghiến, chợt nhận thấy âm thanh ầm ĩ bên ngoài lọt vào. Tôi nhìn ra, cửa không khóa, tôi bật dậy, hé cửa. Một cuộc khẩu chiến có lẽ đã biến thành ẩu đả nếu như không phải đang ở trong văn phòng. Ông chủ của tôi mặt mũi đỏ gay, nhăn nhúm la hét. Hai tay ông ta liên tục giơ lên trời rồi chỉa về phía người đàn ông Ai Cập và ông nhỏ xíu kia. Họ hét vào mặt nhau bằng tiếng Ả Rập nên tôi chẳng thể đoán được điều gì. Mặc kệ tất cả, tôi quay vào uống hết ly trà, trải một tấm đệm mỏng ra rồi đắp chăn lên người, ngủ ngay lập tức. Khi có người lay tôi dậy trở ra văn phòng bên ngoài thì trời đã tối. Tôi đã ngủ một mạch như chết suốt từ trưa. Đầu đau nhức, tôi bước ra, một hàng phụ nữ ngồi đó y như tôi buổi đầu, rồi một tiếng kêu bằng tiếng Việt Nam: "Em ơi, em ơi." Tôi quay lại không nhận ra người phụ nữ đang gọi mình. Chị đứng ở cửa văn phòng cùng một ông già khắc khổ. Thấy bộ mặt ngơ ngác của tôi, chị chạy lại. "Chị đi cùng chuyến với em này, em ngồi trên đùi chị mà. Chủ em đón em đi đầu tiên đấy, em làm được không?" Sự hồn nhiên của chị làm tôi thấy mắc cỡ vì không nhớ ra chị. "Dạ, em tới để xin về. Còn chị sao rồi?" Như được cởi lòng mình, chị tuôn ra một tràng. Vừa cười đó, chị đã nước mắt chảy dài. "Em ơi, chị lên đây để xin đổi chủ. Nhà ông này tới 14 người, chị làm từ sáng đến đêm, nó không cho chị ngủ. Lúc mình rửa dọn xong, nó bắt mình lên phòng nằm canh một bà già bị bệnh. Chị chỉ được gà gật tí thôi lại phải ngồi dậy. Lạnh thế này mà nó bắt chị giặt tay ngoài sân. Ngày nào cũng phải giặt cho mười mấy người, bại cả tay ra. Nhà nó không có máy giặt cũng không có máy hút bụi. Chị phải quét tay với trà nhà sinh bận lắm em ạ. Mà chúng nó bày bừa kinh lắm. Cứ dọn nhà vệ sinh tí là lại khai thối lên vì chúng nó cứ đi ỉa đái cả ra ngoài. Quần áo đồ dùng chúng nó vứt lung tung rồi lại gào lên bắt chị đi tìm. Chị nấu ăn xong còn phải chờ chúng nó để rửa dọn nữa. Khổ quá em ơi, mà công ty nó không cho chị về. Nó bảo có 3.000 đô la đền hợp đồng thì nó mới cho về. Không thì chị được đổi chủ khác thôi. Chị phải làm dữ lắm mới được lên tới đây em ạ. Không đổi chủ cho chị thì chị chết vì bị hành hạ ở nhà đó mất. Chồng chị nghe chị kêu thì nó cứ bảo chị lười, mới đi, lấy đâu tiền để trả nợ và lo cho chị về được. Chị xin đổi để cố làm mà trả lãi ở nhà nữa. Tôi không biết nói gì với chị. Tôi đã nhớ ra người phụ nữ bé nhỏ đen đúa ngồi trong chiếc xe hôm nào. Bữa đó chắc tại tôi không còn sức mà nhòm ngó gì nên không còn nhớ được ai với ai. Nhưng gặp được đồng hương ở đây, tôi cảm thấy vui giống như chị vậy. Tôi có thể hiểu, vì nhà chủ tôi cũng không có máy hút bụi, tôi phải quỳ xuống lau toàn bộ sàn nhà bằng tay. Tôi cũng phải chạy liên tục khi lũ trẻ gào, gọi tôi đi tìm đồ chơi hoặc bê đồ ăn phục vụ bọn chúng. Tôi cũng phải thức dậy từ sớm cho đến khuya, đến mức tôi có thể vừa giặt vừa ngủ khi tay vẫn ngâm trong chậu thuốc tẩy. Ngủ ngon lành rồi chừng chỉ 10 phút, tôi mở mắt theo bản năng và cắm cổ tiếp tục công việc.
Không có chuyện làm 8 tiếng một ngày ở đây. Họ vắt kiệt sức lực của tôi. Và tất cả những người tôi gặp đều làm từ 16 đến 20 tiếng một ngày. Tôi đã lên mạng tìm hiểu về cuộc sống của người lao động tại Ả Rập. Tuy nhiên, tất cả chỉ là lời kêu cứu của những con người thấp bé cổ họng, không đủ để những người ở nhà thấu hiểu được cuộc sống thật sự ở đây. Bây giờ, đối với tôi, Việt Nam là thiên đường. Khi trở về, tôi sẽ ăn một dĩa rau muống xào thật to, tôi sẽ ngủ một giấc thật sâu và tôi tin không có công việc gì ở Việt Nam làm. Tôi thấy khó, thấy khổ nữa. Tôi nói với chị cho em số điện thoại đi. Chị rút một cục gạch nhỏ màu trắng ra, đọc số cho tôi gọi. Khi điện thoại kêu lên inh ỏi và mọi người đều nhìn thì chị lại bảo, rồi, chị có số của em rồi, chị sẽ nói chuyện thường xuyên với em nhé. Tôi nói, có lẽ em sẽ về Việt Nam, em sẽ gọi cho chị theo số chị cho, chị đừng đổi số nhé. Chị ngạc nhiên, thế em về bằng cách nào? Em bỏ tiền để về à? Thế chủ em làm gì mà em đòi về? Em cũng bị giống như chị à? Tôi cười ngượng, ông người Ai Cập đã kiên nhẫn đứng nhìn màn hội ngộ của chúng tôi nãy giờ. Tôi chào chị và hứa sẽ điện thoại cho chị ngay khi về nước. Nhưng tôi chẳng bao giờ có cơ hội để làm điều đó, thậm chí tên chị tôi cũng đã quên không hỏi. Sau khi đoàn người ngồi chờ ở ghế đã được dồn vào căn phòng phía sau, nơi họ sẽ đợi chủ tới đón về. Ông người nhỏ xíu gọi tôi lại chiếc bàn kê sát cửa văn phòng. Ông hỏi tôi về ý muốn của mình. Tôi đáp muốn về Việt Nam, một chút ngạc nhiên. Chưa ai nói gì với cô à? Tôi trả lời rằng bị nhốt từ trưa tới giờ và không biết chuyện gì xảy ra. Ông ta gọi người đàn ông Ai Cập tới. Họ trao đổi một chút, sau đó người đàn ông nhỏ xíu kia rời đi và người đàn ông Ai Cập ngồi xuống. Đôi mắt to, màu đen với hàng lông mi cong dày đẹp, nhìn chăm chú vào tôi. Ông ấy đi từ trưa để lo cho vụ của cô nên không biết tôi để cho cô ngủ. Ông ấy nói với cô không thể về Việt Nam được bởi những giao ước đã ký trong hợp đồng. Nếu cô làm việc dưới 3 tháng thì cô sẽ được đổi chủ. Hoặc cô sẽ đợi ở đây và người nhà của cô gửi tiền phạt hợp đồng sang để được trở về. Nhưng tôi không chắc cô có tiền. Vì nếu có ngần ấy tiền, cô đã không có mặt ở đây. Vì vậy ông ấy đã tìm cho cô một người chủ mới và chúng tôi đảm bảo cô sẽ được an toàn vì đây là một người bạn của chúng tôi. Nếu cô muốn về, tôi sẽ gọi về Việt Nam để cô nói chuyện với văn phòng bên đó, được không? Tôi nổi khùng lên. Nhưng đây là trường hợp người chủ đã phá bỏ mọi điều khoản trong hợp đồng. Vậy tại sao ông ta không đền bù cho tôi mà tôi lại phải bỏ tiền để thoát, không bị hiếp dâm nữa? Ông ta mềm mỏng. Tôi biết cô đang cảm thấy gì. Sự thật là cô không thể báo cảnh sát hay kiện cáo gì được. Cô sẽ bị bất lợi bởi những lời khai của ông ta với cảnh sát. Tôi đang cố giúp đỡ cô hết sức có thể. Tốt nhất cô hãy tin tôi. Cô hãy tới làm cho bạn của chúng tôi đi. Ông ấy là một bác sĩ khá nổi tiếng ở Highview này. Tôi hứa nếu sau 3 tháng mà cô vẫn không thích nghi được, chính tôi sẽ lo cho cô về. Cô hãy cố giữ số của tôi để liên lạc nhé. Rất nhanh, ông ta luồn vào tay tôi một mảnh giấy. Có lẽ ông ta đã chuẩn bị sẵn để không ai nhìn thấy. Tôi cảm giác bị rơi vào bẫy một lần nữa. Tôi hỏi ông ta, vậy ông chủ của tôi không bị xử lý gì sao? Câu trả lời dành cho tôi là tiếng xe phanh cháy máy bên ngoài đường. Vợ chồng ông chủ, tôi cùng bước xuống. Họ lôi vali của tôi ra, quẳng ngay trên thềm văn phòng. Madam nhìn tôi căm phẫn, bà khóc và chửi rủa tôi bằng tiếng Ả Rập. Còn ông chồng thì hét lên với tôi, mày là một con quỷ cái, mày sẽ bị đày xuống địa ngục. Chúng tao đã phải trả 40.000 rian để có thể đưa được mày tới đây. Mỗi tháng tao sẽ phải trả hơn 2.000 rian tiền lương cho mày. Chúng tao không đánh, không chửi mày, vì sao mày phản lại người chủ tốt bụng như vậy được. Đoạn ghi âm khốn kiếp của mày mà bây giờ chúng tao không được phép thuê người làm trong vòng 6 tháng liền. Vì mày mà giờ chúng tao vẫn phải trả lương cho mày 6 tháng tới trong khi mày không làm việc. Vì mày mà tao mất trắng 40.000 rian, đồ con lợn bẩn thỉu. Tôi trân trối nhìn ông ta.
Nếu những gì ông ta nói là đúng thì chúng tôi đã bị bán đi như những con lợn giống. Bên môi giới đã thẳng thừng cắt một phần ba tiền lương của chúng tôi mỗi tháng, vì tiền lương ghi trong hợp đồng bằng đúng 2/3 số tiền mà ông ta vừa gào lên trả cho tôi. Nghĩa là nếu chúng tôi vẫn còn làm việc thì môi giới vẫn có tiền đều đều. Điều đó lý giải tại sao họ chỉ đổi chủ chứ không cho chúng tôi về. Việc ông ta mất trắng ngần đó tiền cũng xứng với ông ta lắm. Nhưng số tiền đó chảy vào túi những kẻ buôn người hợp pháp thì không thể chấp nhận được. Vậy mà họ còn trơ tráo đòi chúng tôi nộp tiền phạt để được về. Khoản tiền phạt tương đương 6 tháng tiền công của chúng tôi. Đủ để họ tìm được người mới để thế chỗ nếu chúng tôi rời bỏ đất nước này. Tôi quay lại người đàn ông Ai Cập hỏi, những điều ông ta vừa nói có đúng không? Có phải vì thế mà các ông không báo cảnh sát để các ông ăn có thể ăn trọn số tiền của ông ta và ăn cả số tiền các ông chuẩn bị bán tôi cho người chủ mới? Ông Ai Cập cúi sát vào mặt tôi, nói to rành rẽ. Tay ông ta gạt bà vợ đang chực chờ xông vào tôi. Bà ta nói rằng cô gài bẫy họ để được về. Bà ta nói đã nhìn thấy cô quyến rũ chồng bà ta. Nếu chúng tôi báo cảnh sát, lời của bà ta sẽ có giá trị hơn đoạn ghi âm kia của cô đó. Lúc đó, chúng tôi không thể can thiệp để cứu cô được. Tôi đang cố gắng để cô hiểu rằng cô chỉ an toàn khi tôi còn ở cạnh cô trong văn phòng này thôi. Bất lực, tôi đành phải công nhận ông ta đúng. Vì Iris cũng đã cảnh báo tôi rồi. Hiện tại tôi chẳng đào đâu ra 3.000 đô la để có thể trở về. Tôi không thể nói chuyện với ai để có thể vay tiền được. Vì sĩ diện, tôi đã khoe toáng lên cho cả thiên hạ biết mình đang có chuyến du mơ ước tại đất nước nghìn lẻ một đêm này. Bây giờ tôi làm sao có thể cúi mặt cúi đầu với những gì mình đã thể hiện. Tôi kéo chiếc vali của mình vào văn phòng, bỏ lại cuộc cãi cọ căng như dây đàn bên ngoài. Một lát sau thì hai vợ chồng nhà chủ phóng xe đi thẳng. Tôi mở vali ra, bà ta đã lấy tất cả những cái váy bẩn thỉu phát cho tôi và những đôi tất bà ta cũng lấy lại. Sách của tôi mất hết, đồ lót cũng bị mất lấy sạch. May tôi còn một bộ đang mặc trên người. Đợi thêm một lát thì người đàn ông nhỏ xíu về cùng với một người đàn ông thấp đen đậm. Ông này mặc com lê nhưng vẫn quấn khăn trên đầu. Ông ta bước thẳng tới chỗ tôi, như là đã quen lắm, không nhầm được. Ông ta nói bằng tiếng Anh sau khi bắt tay tôi. Chào cô, tôi được bạn tôi thông báo là có người ở đây có thể sẽ muốn làm việc với chủ mới. Tôi là bác sĩ Ahmad. Tôi đã nghe qua về thời gian làm việc của cô ở nhà chủ cũ. Nếu cô đồng ý về giúp cho vợ chồng tôi đảm bảo rằng cô sẽ không phải làm việc quá sức như vậy. Tôi có hai cậu con trai, sang tháng tôi sẽ cho bọn chúng đi học. Vợ tôi là người rất biết điều, cô sẽ về giúp vợ tôi việc nhà, vì tôi muốn cô ấy được nghỉ ngơi. Hiện tại chúng tôi mới hết hợp đồng với một người giúp việc Philippines, nhưng cô ấy có thai sau khi về nước nên không sang nữa. Tôi cần tìm người có thể tin cậy được, và bạn tôi giới thiệu cô cho tôi. Nếu có thể, cô sẽ đi cùng tôi về nhà luôn trong tối nay. Tôi vừa ở chỗ làm về. Nếu cô không yên tâm, bạn tôi sẽ đi cùng chúng ta. Diễn văn quá dài và tôi cảm thấy quá tốt đẹp, có thể tin được. Nhưng tôi không còn bất cứ lựa chọn nào. Bao nhiêu sự quyết tâm lúc đầu của tôi đã bị sự phũ phàng của thực tế dập tắt sạch sành sanh. Tôi gật đầu với ông nhỏ xíu, chỉ 10 phút sau chúng tôi lên xe, tôi không cần ai đi cùng cả, tôi có còn gì để mất nữa đây. Chiếc xe nhỏ sang trọng, tôi ngồi im ngắm những ánh đèn nhấp nháy lướt qua cửa xe, vậy là văn phòng không nói gì với ông này về vụ việc của tôi. Họ chắc đã nói tôi tốt lắm khi ông chủ này mới nhanh chóng quyết định như vậy, mà cũng có thể khó kiếm người giúp việc ở thành phố này, nên có ai là họ nhận hết, bất kể ra sao. Đằng sau mỗi cánh cổng mang họa tiết Hồi giáo kia, họ sẽ huấn luyện lại những người hầu chính xác như vậy, đảm bảo không hở bất cứ khoảng thời gian thừa nào để có thể nghĩ tới chuyện chống đối. Tất cả sẽ ở trong tình trạng đói ngủ liên miên và kiệt sức. Không bị đánh đã là may mắn lắm. Không biết ông chủ mới này phải trả bao nhiêu để có được tôi. Tôi thử hỏi thẳng ông ta.
Thế ông phải trả bao nhiêu để có tiền thuê được tôi? Ông ta vui vẻ đáp, ồ, tôi không tiết lộ được, nhưng cứ mỗi lần cô đổi chủ thì cô sẽ tự đưa mình vào thế khó đấy. Vì không chủ nào muốn nhận một người đổi chủ liên tục cả, và họ phải trả số tiền gấp đôi số tiền chủ đầu mua cô, hoặc gấp ba nếu cô đổi lần nữa. Tôi thì ngoài số tiền phải trả như vừa nói, tôi còn phải thanh toán tháng lương đầu mà chủ trước chưa trả cho cô nữa. Nên tôi hy vọng cô cố gắng làm việc cho tốt để có thể trở về. Vậy là văn phòng ăn hai đầu, ăn tất, ăn trên sự khủng hoảng và đau khổ của người khác. Tôi lặng người đi, nhẩm tính số tiền mà những kẻ môi giới hưởng từ vụ việc của tôi. Cảm giác phẫn uất trào lên. Tôi có thể nghe thấy, chứng kiến, nhưng còn những người khác thì không. Biết bao thân phận đã bị buôn đi bán lại từ một văn phòng nhỏ xíu như thế này. Còn bao nhiêu văn phòng khác nữa, quan trọng hơn là dù biết như thế, nhưng tôi tin không có bằng chứng nào chứng minh được những điều ông chủ cũ của tôi đã thét lên và ông chủ mới vừa vui vẻ tiết lộ. Sẽ chẳng có ai dày công đến mức đóng vai nạn nhân để tự thân bước vào trải nghiệm những điều mà mọi người đổi mạng của mình để có thể kêu cứu, để có thể giúp chứng minh rằng những gì chúng tôi nói ra là sự thật. Không ai cả. Vì thế, mọi việc sẽ từ từ chìm xuống, còn tôi vẫn phải đang trên xe quay trở lại điểm xuất phát. Đúng thế, khi tôi về tới nhà chủ mới, thời gian làm việc sẽ bị tính lại từ đầu. Giả sử tôi làm cho ông này một năm sau mà xảy ra sự việc, thì tôi đổi chủ. Tôi đổi chủ thì sẽ phải tiếp tục ở lại hai năm nữa. Có lẽ vậy mà sau này khi tìm hiểu những người mang đủ các quốc tịch mà tôi quen được, tôi thấy rằng họ đều có chung một điểm là cắn răng chịu bị đày đọa, chứ không ai chịu đổi chủ. Phần 6. Cuộc sống trong ngôi nhà đẹp. Xe chạy khá lâu, nhưng không ra khỏi thành phố. Hai yêu ban đêm khá lung linh. Biển quảng cáo lấp lánh, các khu nhà cao vút, các ngôi biệt thự đồ sộ xen giữa những cửa hàng sáng trưng đẹp đẽ, không thua kém bất kỳ thành phố hiện đại văn minh nào trên thế giới. Thế nhưng con người ở trong đó thì như được nhân bản, không có kiểu trang phục nào khác ngoài những chiếc áo choàng đen dài quét đất như những con dơi khổng lồ, hoặc những bộ áo dài trắng với vành khăn quấn vắt trên đầu. Tôn giáo với họ là một sự sùng kính đến mức tôn thờ. Bất kể ai không thuộc đạo Hồi giáo đều thuộc hàng đẳng hết. Tôi đã được khuyên rằng khi sang tới nơi, cứ giả vờ xin gia nhập đạo của họ sẽ được hưởng thêm một số tiền trợ cấp từ nhà thờ và sự nương nhẹ hơn trong khi làm việc. Rồi hết hợp đồng thì có thể bỏ đạo như bình thường. Tôi đã nghĩ thật là nhảm nhí, nhưng với tình cảnh hiện tại, có thể đã có những người làm như vậy để được sống sót cũng nên. Cua quẹo một hồi, ông chủ dừng xe trước một căn nhà rất đẹp có hai cánh cổng. Cổng chính với những hoa văn cầu kỳ, chạm trổ thép vàng kín mít, không một khe hở. Ông ta dùng chìa khóa mở cổng, xe đổ bên ngoài đường. Tôi bước vào một cái sân rộng rãi, có một cây to rủ những tán lá ra bên ngoài hàng rào sắt. Hết khoảng sân là những bậc tam cấp, lát đá dẫn đến một cánh cửa gỗ nặng trịch. Ông chủ chùi chân vào tấm thảm và mở cửa, ra hiệu cho tôi vào nhà. Căn nhà sang trọng, lát gỗ ngập ánh đèn vàng ấm cúng. Trên khắp các hành lang, không có ai trong nhà. Ông chủ nói rằng vợ con ông hiện đang ở nhà bà ngoại. Sau khi đưa tôi về đây, ông sẽ đi đón họ. Ông nói trong tủ lạnh có coca và gói cơm ông mua sẵn ở siêu thị cho tôi. Ăn xong tôi có thể đi ngủ. Sáng mai tôi sẽ dậy lúc 5 giờ và vào bếp để gặp vợ ông. Còn bây giờ ông sẽ giới thiệu căn nhà với tôi. Ông mở căn phòng nhỏ ngay sát cửa là nơi để áo khoác và giày dép liền kề với phòng vệ sinh. Hết hành lang là một phòng khách lớn với bộ sofa lót thảm choáng gần hết căn phòng. Một lò sưởi to sát tường, có cả một bể cá vàng bên dưới cái tivi cỡ bự đối diện lò sưởi. Ông tự hào khoe bể cá và bảo rằng khó khăn lắm ông mới mua được. Tôi không thể nói rằng mấy con cá vàng ấy ở đất nước tôi rẻ như cho.
cạnh phòng khách là một nhà vệ sinh khác, rồi tới căn bếp tung tóe đồ ăn thức uống với hai bồn rửa đầy ắp son nồi bát đĩa. Các phòng trên tầng thì quần áo rải rác đầy các lối đi trải thảm, cầu thang cũng trải thảm và bụi bám dày chân tôi. Cạnh căn bếp có một cánh cửa nhỏ dẫn ra bên hông sân, ở đó có mấy bình ga to và vài thùng rác xếp hàng. Một vòi nước với ống dẫn ngoằn ngoèo cuốn vội nằm trên lối đi. Tôi biết mình sẽ quét dọn sân từ vị trí này. Cả ngôi nhà đều có những hàng đèn chiếu sáng dọc các bức tường hai bên hông nhà và cả trước cổng. Sau khi dặn dò thêm một lần nữa, ông chủ khóa tôi bên trong căn nhà và rời đi. Tôi đi tour lại toàn bộ nơi làm việc mới. Có tất cả 3 phòng khách. Phòng khách của bà chủ thì màu xanh đậm, với các ghế có thảm viền ren. Trên mặt bàn kính cũng bám bụi y như nhà cũ lúc tôi mới đến. Phòng khách của ông chủ thì rộng hơn, với những tủ đựng cúp và đồ lưu niệm khắc chữ Ả Rập. Riêng phòng khách chung có thêm một phòng nhỏ ẩn sau bộ sofa. Tôi tò mò mở ra, trong đó chất đầy nôi và giường ngủ của trẻ con. 4 phòng khác khóa kín cửa trên tầng. Có 3 nhà vệ sinh, có một phòng giặt là trên tầng chất đầy quần áo trong các giỏ. Cạnh phòng giặt là có một phòng trống, chất thảm và đồ chơi. Tôi biết đây là chỗ ngủ của mình vì phòng không có cửa. Các phòng khác trong nhà chắc chắn không có phòng nào dành cho tôi rồi. Nhà không có sân thượng, còn một tầng đang xây dở, bỏ trống đầy gạch cát đá sỏi. Tôi sẽ không sợ bị lạnh như nhà cũ. Đi xong một vòng, tôi vào bếp lấy nước và cơm, rồi tha cái vali lên tầng, chui vào căn phòng không cửa, loay hoay sắp xếp cho mình một chỗ ngã lưng. Ăn xong tôi tìm chỗ tắm, nhưng không có nước nóng. Họ đã tắt bình nóng lạnh. Tôi đành phải đi đánh răng vì họ vẫn chưa về. Tôi lăn ra tấm thảm. Ngày mai nếu mọi việc đúng như ông chủ nói ở văn phòng, tôi sẽ xin ông wifi và nhắn về cho Loan cùng Iris để họ không lo lắng. Khi nào ổn hơn tôi sẽ thông báo cho Xuân. Cảm thấy không đến nỗi quá tệ, mặc dù tôi đã nhìn thấy trước khối lượng công việc ở đây không kém gì nhà cũ, nhưng cung cách của ông chủ nhà khiến tôi yên tâm phần nào. Tôi chìm vào giấc ngủ. Tiếng trẻ con la khóc làm tôi tỉnh giấc, nhổm dậy đi ra cửa. Tôi nhìn thấy hai thằng bé nhỡ nhỡ mặc đồ ngủ đang cãi nhau chí chóe ở cửa căn phòng giặt đồ. Một thằng mập mút míp, có vẻ là anh cả, thằng kia thì ngược lại, dong dỏng nhưng thấp hơn, với đôi mắt cực kỳ đẹp, bị thằng bé mập kéo giật cái iPad mà nó đang cố kẹp chặt vào ngực. Một thằng nữa bé tí teo với đôi mắt to như ốc nhồi đứng cạnh hai thằng anh khóc ầm ĩ. Tôi tiến về phía bọn nhỏ, thấy tôi, bọn chúng nín bặt. Tôi chưa kịp hỏi gì thì căn phòng thứ 2 trong 4 phòng khóa kín cửa lúc tối bật mở. Một phụ nữ bầu to vượt mặt với đôi mắt lồi đi đôi dép lê trong nhà bước ra. Bà ta không thèm liếc nửa cái về phía tôi, giật phắt cái iPad rồi quát bọn trẻ rất to bằng tiếng mẹ đẻ của bà. Bọn nhỏ riu riu đi về căn phòng đầu cầu thang, biến mất vào trong đó. Vẫn không thèm nhìn tôi, bà ta ngoắt tay ra hiệu cho tôi đi theo xuống dưới nhà. Bà ta đi thẳng vào bếp và gọi lớn, giọng bà đanh đá, nghe rờn rợn. Tôi nhìn lên cái đồng hồ gắn trên tường gần bàn ăn, 1:35 sáng. Bà ta chẳng có vẻ gì là buồn ngủ. Khi chồng bà xuất hiện, đầu rối bù, thì bà bắt đầu nói vừa nhìn tôi. Ông chủ dịch lại: vợ tôi không biết tiếng Anh nên cô ấy sẽ dạy cho cô tiếng Ả Rập, vì không muốn cô sẽ làm không đúng ý cô ấy. Khoảng một tuần nữa vợ tôi sẽ sinh, nhưng cô yên tâm, tôi sẽ thuê người chăm sóc cô ấy lúc sinh. Cô chỉ việc làm công việc nhà và coi sóc đám nhóc để cô ấy có thời gian nghỉ ngơi. Bọn trẻ chưa đi học nên vợ tôi rất vất vả sau khi cô giúp việc kia về nước. Lúc đầu cô sẽ cảm thấy khó gần vợ tôi, vì cô ấy đã quen với người giúp việc cũ nên sẽ hơi khắt khe với cô, để đảm bảo cô sẽ làm chính xác những gì cô ấy chỉ dạy. Tuy nhiên vợ tôi rất tốt bụng nên thời gian sau này nếu cô được cô ấy tin tưởng, cô ấy sẽ rất dễ chịu.
Giờ cô đi ngủ đi, sáng mai đúng 5 giờ cô xuống đây gặp vợ tôi. Vậy là ông ta nói dối tôi. Tôi nói với ông ta, ông nói với tôi chỉ có hai em bé, bây giờ là ba. Ông cũng không nói gì về bà vợ sắp sinh cả. Một tuần nữa, nếu không có thêm người chăm sóc bà ấy, thì ông phải trả tôi về lại văn phòng, vì tôi không thể vừa làm việc nhà, vừa nấu ăn, vừa chăm bọn nhỏ, lại vừa chăm vợ ông và em bé mới sinh được đâu. Mọi điều ông nói với tôi ở văn phòng không đúng sự thật, nên tôi sẽ báo nếu ông không thực hiện lời hứa của mình. Ông ta giả điếc quay sang vợ, bà vợ nhún vai, hai tay đưa về phía chồng rồi nhìn tôi giận dữ. Bà ta nói với chồng mình khá nhanh. Ông chồng đặt tay lên vai vợ, trả lời cái gì đó rồi quay sang tôi. Vợ tôi nói cô nói gì với tôi, cô ấy không muốn cô nói bất kỳ điều gì với tôi khi tôi ở nhà. Cô ấy muốn biết cô theo đạo gì. Tôi trả lời tôi không theo đạo nào cả. Ông ta gật đầu rồi nói lại với vợ, bà ta vẫn giữ thái độ không có thiện cảm ban đầu, ra hiệu cho tôi lên tầng. Tôi gật đầu chào họ, định bước ra thì bà ta gọi giật lại. Ông chủ bảo tôi, trước khi rời đi, cô phải nhún người chào madam rồi hãy đi nhé. Tôi nhún chân, yes madam, rồi bước đi. Đồng hồ chỉ đúng 2 giờ sáng, còn 3 tiếng là phải dậy nhưng tôi không tài nào ngủ được. Sự dối trá và mùi trưởng giả học làm sang lẫn khuất trong suốt cuộc nói chuyện vừa rồi. Ông chủ có vẻ tân tiến nhưng rõ ràng là sợ vợ một phép. Tôi biết nếu bà ta hành tôi như thế nào thì ông ta cũng sẽ nói dối với văn phòng để che giấu cho vợ mà thôi. Cái cách ông ta dối trá để đưa tôi tới đây làm cho tôi thấy bất ổn. Người đàn ông Ai Cập cũng nói dối khi hứa đảm bảo an toàn cho tôi. Chỉ có những lời dối trá lừa lọc là thật. Chỉ vài tiếng sau, cuộc sống của tôi đã rơi thẳng xuống địa ngục cho tới tận cuối ngày ở đất nước này. Tôi để chuông lúc 4 giờ 45 phút, nhưng chẳng cần chuông tôi cũng dậy đúng giờ. Đánh răng xong, tôi lôi thêm áo mặc vào trong váy, rồi lần xuống tầng. Cầu thang tối đen, cả nhà chìm trong bóng tối, duy căn phòng bếp vẫn sáng đèn. Tôi mở cửa, nó đã bị khóa. Tôi còn tưởng cánh cửa bị kẹt nên ra sức kéo, nhưng nó khóa thật. Tôi đành ngồi dựa vào tường chờ vì không dám gây ra tiếng động trong căn nhà đang say ngủ. Không nghe thấy tiếng loa cầu kinh công cộng như ở nhà cũ, nên khi bà chủ xuất hiện với tấm khăn choàng qua đầu, tôi không biết bà ta đã dậy cầu nguyện từ lúc nào. Bà ta đi ngang qua tôi, mở cửa bếp, đúng 5 giờ sáng. Một lát sau, ông chủ bước vào theo, ăn mặc chỉnh tề. Hẳn là ông đã lái xe tới nhà thờ để cầu nguyện buổi sáng. Ông nói hôm nay ông sẽ dịch lại cho tôi toàn bộ công việc trong nhà. Vợ ông sẽ chỉ cho tôi làm ngày đầu này, từ mai tôi có thể tự làm. Ông nhấn mạnh vợ ông tuyệt đối đúng giờ nên tôi đừng làm bà phật ý. Chỉ cho tôi từng ngăn tủ đựng bát dĩa, ấm chén, son nồi. Bà ta yêu cầu tôi rửa hết đống bầy hầy tồn động trong bếp rồi lau sạch xếp vào những ngăn đó. Với hai cái bếp ga và lò nướng phía dưới kẹt lại vì dầu mỡ bám lâu ngày, bà nói tôi sẽ lau bằng nước rửa chén, pha thuốc tẩy. Sau đó tôi sẽ lau chùi toàn bộ căn nhà. Bà ta mở các ngăn tủ dưới bồn rửa, trong đó có đầy đủ dụng cụ và các loại dung dịch làm vệ sinh được xếp gọn gàng. Rồi tôi theo bà ta đi ra ngoài, qua các phòng, bà ta bật tất cả đèn lên. Vì mọi người ngủ trên tầng nên tôi sẽ làm việc dưới nhà trước. Khi bọn trẻ ngủ dậy, tôi sẽ phải đổ bánh và dọn đồ ăn sáng cho chúng lúc 8 giờ sau khi cho chúng đánh răng, thay quần áo và đi vệ sinh. Khi ông chủ dậy, tôi đổ bánh mới chuẩn bị bữa sáng cho ông và vợ ta, cho ông ta và vợ. Rồi tôi sẽ lên tầng trên, vừa giặt đồ vừa là quần áo. Đúng 10 giờ rưỡi sáng, tôi phải quay trở lại bếp để chuẩn bị bữa ăn trưa. Đúng 1 giờ cả nhà sẽ ăn trưa. Tôi sẽ ăn sau cả nhà. Ăn xong tôi sẽ rửa dọn sạch sẽ rồi cho bọn trẻ đi ngủ. Sau đó lúc 2 giờ rưỡi tôi sẽ ra ngoài chùi sân, lau dọn bên ngoài căn nhà. 4 giờ tôi vào chuẩn bị bữa xế cho tụi nhỏ khi chúng ngủ dậy. 4 giờ rưỡi thì tới bữa trà chiều của bà chủ. Bà ta sẽ chỉ cho tôi cách pha trà, nấu ăn và làm vệ sinh cho tụi nhỏ trong ngày đầu tiên. 6 giờ tôi sẽ nấu bữa tối.
9 giờ họ sẽ ăn tối. Trong lúc nấu ăn, tôi sẽ tắm cho bọn nhỏ. Tôi sẽ được đi ngủ sau khi thay quần áo và cho tụi nhỏ vệ sinh tối xong xuôi. Bà chủ yêu cầu tôi phải chú ý tới thằng bé nhất. Đúng 7 giờ sáng, tôi sẽ phải cho nó đi vệ sinh. Nếu nó không đi thì phải canh chừng, không được để nó nhịn tới ngày hôm sau. Như vậy tôi sẽ không có một giây phút nào ngơi tay cho tới khi được đi nghỉ. Bà ta không chỉ gì cho tôi cả. Ông chồng vừa bước lên tầng, bà ta gọi điện thoại cho ai đó. 10 phút sau, có tiếng chuông cổng, bà ta ra mở cổng. Một cô gái nhỏ nhắn xuất hiện, tấm khăn tròn vội che kín cả người và mặt. Cô nhún chân chào madam và nói tiếng Ả Rập với bà. Bà ta gật đầu, cô gái quay sang tôi và nói giọng tiếng Anh của cô rõ ràng là người châu Á. Madam nói em sẽ hướng dẫn cho chị làm việc nhà. Ngắn gọn thế, xong cô bỏ tấm khăn xuống. Kể từ lúc đó, cho tới lúc chào bà chủ tôi đi về, cô không có bất cứ lời nào ngoài công việc. Tay cô thoăn thoắt lôi máy hút bụi ra, hút sạch nửa căn nhà, nửa còn lại, cô nói tôi sẽ làm. Cô chỉ cho tôi cách pha nước lau nhà và lau bằng cây lau điện. Cách lau nhà vệ sinh tỉ mỉ từng tấm gương trên tường tới bồn cầu phải thọc tay vào chà kỹ lưỡng ra sao. Cô đều làm rất thành thạo, tất cả rèm cửa của cô dặn tôi 2 ngày phải giũ bụi 1 lần. Bàn ghế tôi phải lôi ra lau hết, lau sạch sẽ từng khe kẽ trong chân bàn rồi mới kê lại vào vị trí cũ. Rồi cô lên tầng vào phòng giặt là, phân loại quần áo của ông chủ, bà chủ và trẻ con riêng ra riêng, xong mới cho vào 2 cái máy giặt. Cô chỉ cho tôi cách bỏ xà phòng, thuốc tẩy, đúng độ để quần áo không bị mục nhanh nhưng vẫn trắng sáng. Vừa nói tay cô vừa bấm bàn là lên và bắt đầu là đồ. Xong xuôi cô bê đống đồ đi vào căn phòng nhỏ cuối hành lang. Trong đó có 3 cái tủ đứng. Cô lần lượt xếp quần áo của từng đứa trẻ vào các tủ. Còn quần áo của ông bà chủ, cô nói cứ để ở phòng giặt, vì tôi sẽ không được vào phòng của ông bà, cũng không cần dọn phòng đó, trừ phi cô làm nhanh lắm. Tôi không biết mình có thể làm được với tốc độ ấy không. Khi bọn trẻ thức dậy, cô lôi từng đứa vào nhà vệ sinh, mặc bọn chúng vặn vẹo la hét. Cô đánh răng lần lượt từ đứa lớn tới đứa bé. Thằng bé nhất được cô đặt vào bồn cầu và để cho nó ngồi đó. Cô quay vào bếp, cô mở các ngăn tủ lần lượt lấy nào muối, đường và nước. Cực kỳ khéo léo, cô pha vào một cái ly nhỏ rồi lấy miếng gan hình tròn cỡ cái chảo lớn. Ở giữa đã bóng nhẵn, đặt lên bếp và bật ga. Cô đổ bánh rất nhanh, bánh chín, cô bỏ vào một cái giống cặp lồng và đậy lại. Có tiếng thằng bé gào ầm ĩ, mẹ nó không nhúc nhích. Từ đầu tới cuối, bà ta đi theo chúng tôi và nhìn cô gái làm, rồi lay vai tôi. Ý là phải nhìn cho kỹ. Tôi không trả lời, cô gái chạy ra nhà vệ sinh, rửa cho thằng nhỏ, rồi để nó vào bếp. Cô gọi bằng giọng dứt khoát. 2 đứa lớn kia từ đâu chạy ào vào. Cả 3 đứa được cô bày ra bàn, nào mứt, bánh, sữa và thằng bé nhất. Cô đút cho nó từng miếng, sau đó để bọn nhỏ ngồi ăn nốt. Cô tiếp tục đổ bánh. Cô bảo tôi là bà chủ chỉ ăn bánh nóng nên phải đổ 2 lần. Rồi cô sắp một mâm riêng gồm mứt, sữa tươi, chà là, phô mai, bánh nóng. Cô mở hộc tủ trên cùng của tủ lạnh, lấy ra các loại thuốc sắp vào mâm. Cô nói đó là thuốc của ông chủ. Bà chủ đã đi ra ngoài. Tôi nghe tiếng bà gọi rất to. Cô gái nhỏ bê mâm ăn sáng đi lên phòng khách. Tôi đi theo. Cô đặt mọi thứ lên bàn, nhún chân chào ông bà chủ, rồi chúng tôi quay vào bếp. Lúc này đồng hồ chỉ 9 giờ sáng. Gần 4 tiếng liên tục làm việc, cô không ngừng lại dù chỉ 1 phút. Lấy 2 cái bánh trong cặp lồng ra, cô kẹp miếng phô mai vào đưa cho tôi. Cô bảo cố ăn đi, vì công việc từ giờ này tới đêm mới là bận rộn. Tôi hỏi cô đến từ đâu, tên gì. Cô suýt ra dấu không được hỏi gì hết. Chúng tôi vừa ăn vừa nuốt thật nhanh. Bọn trẻ con chí chóe nhảy cả lên mặt bàn. Cô mặc kệ. Cô đổ
một nắp thuốc tẩy vào chậu nước rửa chén, rồi cho tất cả các cốc chén vào ngâm. Tôi trố mắt hỏi, sao lại cho thuốc tẩy vào như vậy? Cô trả lời, để cốc chén luôn luôn sạch. Và tôi cũng phải pha thuốc tẩy vào khi rửa bát son nồi. Mùi thuốc tẩy nồng lên, không thể hết được cả khi đã tráng rất kỹ. Rửa hết đống cũ, cô nhanh chóng lên nhà bê đống mới xuống, dọn dẹp đống của bọn trẻ trên bàn, bỏ lại và rửa tiếp. Rồi cô lôi một con gà đã làm sạch trong bịch ni lông ở tủ đông ra ngâm vào chậu nước nóng. Mở tủ lạnh, cô lôi ra hành tỏi, cà chua, cà rốt, khoai tây và một mớ xà lách rau thơm. Cô chỉ tôi cách lọc gà, chặt gà. Cô nói ở đây mọi người ăn thịt khi các con vật đã được cầu nguyện trước khi bị giết. Rồi cô lấy gạo ra ngâm và giảng cho tôi món cơm gà mà cô sẽ nấu mẫu để tôi nhìn. Bà chủ xuất hiện bất thình lình sau lưng, làm tôi giật thót người. Bà ta dặn con dao mà cô gái nhỏ đang chuẩn bị gọt khoai tây ra hiệu để tôi gọt. Tôi cầm con dao nhặt củ khoai lên bắt đầu gọt, thì bà ta lại dặn lại. Bà ta bắt tôi gọt ngược như người phương Tây gọt táo. Tôi nói không quen gọt như vậy, tôi có thể gọt theo cách của tôi, miễn sẽ làm vừa ý bà có được không? Cô gái dịch lại, bà ta lắc đầu, dí con dao vào tay tôi. Nhưng tôi không thể, vì thế tôi gọt theo cách mà tôi biết. Không nói không rằng, bà ta tán mạnh vào đầu tôi, làm tôi loạn choạng ngã vào bồn rửa. Quá đau, mắt tôi hoa lên, cô gái nhỏ cúi mặt, cầm con dao của tôi và gọt theo cách của bà ta vừa chỉ. Còn tôi như một đứa trẻ 3 tuổi ngu đần trong mắt bà ta, đứng đó nhục nhã không cách nào phản kháng. Biết rằng mình sẽ phải ăn đòn dài dài với kiểu gây sự khó hiểu và không che đậy của bà ta. Đánh tôi xong, bà ta nói với cô gái mấy câu. Cô lặng lẽ thu dọn mọi thứ thực phẩm vừa lấy ra, bỏ vào một cái nồi khá to và cục ngủng gọi tôi đi. Tôi chưa hiểu gì, lúng túng quay lại nhìn madam. Bà ta khoát tay tống tôi ra cửa. Tôi đi theo cô hầu gái nhỏ ra cánh cửa bên hông sân. Cô nhanh nhẹn đi thẳng dọc hành lang sân ra cổng chính. Tới đó cô đứng lại chờ. Một tẹo sau, ông chủ đi từ cửa chính ra mở cổng cho chúng tôi. Ông nhìn tôi không nói gì. Ra tới đường, cô gái nhỏ rẽ trái đi rất nhanh. Tôi chạy theo vướng víu vì cái váy dài trình trịch. Khi đuổi kịp, tôi hỏi cô, chúng ta đi đâu đây? Cô nhìn tôi rồi ngoáy lại con đường vắng lặng. Chắc chắn không có ánh mắt nào nấp sau tấm khăn hijab theo dõi. Cô mới nói với tôi, chúng ta sang nhà chị gái madam. Tôi sẽ dạy cô nấu ăn và pha trà ở đó. Trưa nay madam của cô sẽ ăn ở nhà bà chủ tôi. Madam không muốn cô cãi lại khi bà ấy chỉ bảo cô. Tốt hơn là cô nên im lặng làm theo tất cả những gì bà ấy yêu cầu. Tôi hỏi tiếp, cô tên gì? Sao cô lại được bà ấy gọi đến hướng dẫn cho tôi? Cô nói nhỏ, hơi cúi đầu xuống nhưng chân thì bước chậm lại. Cô không cần biết tên tôi. Tôi ở với madam của cô 3 năm rồi. Bà chủ của tôi bây giờ sinh con trai, cần người chăm sóc. Vì vậy madam bảo tôi sang giúp đỡ chị bà ấy. Bà chủ tôi không giống em bà ấy, nên khi tôi chăm sóc bà 4 tháng xong, tôi xin bà cho ở lại với bà luôn. Bà đã hỏi madam em bà, lúc đấy bà em cũng mới tìm được một người Philippines. Bà dự định thuê 2 người giúp việc, nhưng rồi cuối cùng bà cũng đồng ý cho tôi về ở với chị của bà. Mỗi khi nhà có việc gì, bà hay mượn tôi từ madam chị. Cô mới tới nên hãy cẩn thận. Tôi chỉ có thể nói được như thế. Tôi kéo áo choàng của cô, gặng hỏi, cô nói madam của tôi không giống madam của cô là thế nào? Tôi xin thề sẽ im lặng, nhưng cô có thể cho tôi biết ông bà chủ của tôi là người thế nào không, để tôi còn tránh. Ngập ngừng một chút, cô nói, tùy mỗi người cảm nhận, nhưng nếu cô không muốn bị đánh thì hãy im lặng và làm việc cẩn thận theo đúng những gì mà tôi chỉ hoặc bà chủ chỉ cho cô. Cứ làm chính xác thì sẽ không có chuyện gì cả. Nói rồi cô bước thật nhanh và dừng lại ở khu nhà cuối con đường, bấm chuông. Một thằng bé tóc xoăn, cao gầy ra mở cánh cửa nhỏ bên hông. Tôi bước thẳng vào một khu vườn rộng, rực rỡ các loại hoa. Bất chấp trời lạnh cắt thịt, hoa vẫn nở rộ một cách kỳ diệu. Lối đi khá rộng, lát sỏi đỏ ở giữa vườn dẫn tới cửa nhà.
Căn nhà rất lớn với mặt tiền rộng, có đủ các loại cửa sổ, cửa mở rộng. Nhà sơn màu hồng khá nổi. Một madame to lớn đi ra cười thân thiện với tôi. Đôi mắt lồi giống cô em nhưng không có vẻ gì là độc ác. Bà nói gì đó với cô gái, cô quay lại bảo tôi, madame nói chị có muốn uống một ly trà không? Tôi cảm ơn bà rồi đi theo cô gái vào căn bếp lớn, căn bếp rất lớn phía sau. Căn bếp rộng như một căn hộ nhỏ với cơ mang nồi niêu xoong chảo, bát đĩa để kín các kệ kê dọc tường. Cô gái kéo một miếng thảm tròn nhỏ, bảo tôi ngồi xuống rồi đi pha trà. Có lẽ đây là khoảnh khắc sung sướng nhất từ khi tôi đặt chân tới Ả Rập. Mùi hoa len lỏi khắp nơi, nắng chiếu lên các món đồ đồng bóng loáng trong bếp. Cô gái nhỏ vừa pha trà vừa hát nho nhỏ một bài gì đó bằng tiếng mẹ đẻ của mình. Mang ly trà cho tôi, cô vẫn cẩn trọng nhìn quanh như một thói quen, rồi khẽ nói, madame tôi tốt bụng, nhưng cô đừng thấy vậy mà nói chuyện với tôi nhé. Cô uống trà đi, rồi chúng ta bắt đầu nấu bữa trưa. Tôi nhìn cô gái, cũng như Iris, cô cảnh giác đến mức cao độ. Tôi biết mình không nên làm phiền tới miếng cơm manh áo của cô, nên gật đầu. Tuy nhiên tôi vẫn cố gắng hỏi nốt thêm một câu, cô bao nhiêu tuổi rồi? Biết là khiếm nhã, nhưng khi nhìn cô quá trẻ, tôi không thể tò mò. Cô ấy đáp, năm 13 tuổi tôi bị mẹ bán sang đây. Tôi ở với madame của cô 2 năm. Hết hợp đồng bà nói nếu tôi không về mà ở lại 1 năm nữa thì bà sẽ cho tôi tiền, vàng và cả điện thoại nên tôi ở lại. Gần hết 1 năm thì tôi sang ở với madame bây giờ. Tôi ở thêm 1 năm nữa để chăm em bé rồi xin về chơi. Madame tôi cho tôi nhiều tiền vàng, mua cả vàng cho mẹ tôi nữa. Mẹ tôi kiếm chồng cho tôi, nên tôi về cưới xong được 2 tháng thì sang lại. Sau 3 tháng sau madame đón chồng tôi sang. Bây giờ chồng tôi lái xe cho nhà madame, còn tôi làm việc nhà. Năm sau madame cho phép tôi được sinh con, tôi ở đây được 5 năm rồi. Như vậy cô bé mới 18 tuổi. Tôi không dừng được nữa. Madame cho cô ở chung với chồng trong nhà này à? Thoáng một ánh buồn trong mắt, y như Iris vậy, cô nhỏ nhẹ. Không, anh ấy ở bên khu nhà của ông chủ. Ông chủ sống với bà hai ở cạnh đây, còn tôi ở bên này. Thỉnh thoảng ban đêm chúng tôi trốn trong kho để đồ chỗ anh ấy ngủ. Madame nói sang năm sẽ cho tôi được gặp chồng để có em bé. Nếu madame biết tôi trốn đi gặp chồng, bà sẽ đuổi việc cả tôi và anh ấy. Ở đây có mình tôi, nhưng tôi quen việc rồi, nên muốn ở thêm để kiếm tiền trả nợ cho mẹ, vì mẹ tôi mượn tiền trả cho người mai mối tìm chồng cho tôi, còn tiền của chồng tôi thì tiết kiệm để lo cho con. Tôi nhìn cô gái nhỏ nhắn chỉ bằng tuổi con mình mà phải cán đáng hết mọi việc trong căn nhà to như cái dinh thự này. Còn chồng cô vừa lái xe vừa dọn dẹp bên khu nhà của ông chủ. Với cô ấy thế là hạnh phúc rồi. Còn tôi nhìn những bi kịch xung quanh mình, tôi tự hỏi có đường nào khác ngoài sự thỏa hiệp với hoàn cảnh để sống sót khi trở về nhà. Chúng tôi cần 4 con gà để nấu món cơm cho khoảng gần 20 người, tính cả gia đình chủ tôi. Vừa làm, cô gái vừa hướng dẫn tôi bằng tiếng Ả Rập luôn. Tôi đọc theo mà không nhớ nổi một từ nào vào đầu, vì cô nói rất nhanh và làm cũng rất nhanh. Tôi phụ cô một cách chật vật, vì phải vừa nhớ tên các gia vị bằng tiếng Ả Rập, vừa phải nhớ tuần tự các bước để món ăn nồng mùi cà ri này. Sau khi hầm gà với các lá gia vị, tôi lọc lấy nước. 1/3 nước hầm dùng để hầm súp khoai, tây, cà rốt, bắp cải. Số nước còn lại để nấu cơm. Nhìn cô thoăn thoắt cho gia vị vào nồi cơm, tôi phải xin một tờ giấy và cây bút viết hết trình tự vào, chứ không nhớ ngay được. Gà hầm xong được vớt ra, tẩm ướp thêm một số gia vị, bao gồm cả nghệ và bỏ vào lò nướng. Canh nhỏ lửa lúc cơm cạn nước, cô rắc nho khô và vài loại hạt vào nồi cơm. Trong lúc đợi cơm chín, cô kêu tôi lên nhà chuẩn bị để dọn bữa cho nhà chủ. Căn nhà rộng tràn đầy ánh sáng, các cửa cuốn hình vòm và vẽ hoa văn đặc trưng của người Hồi giáo. Tầng trệt cũng phải gần chục phòng, bao gồm bếp, 2 phòng khách, phòng của bọn trẻ và nơi giặt là.
Một hành lang lộ thiên như một cây cầu nhỏ dẫn sang các phòng còn lại của dãy đối diện. Dưới cái hành lang kim cầu ấy là hồ cá nhỏ. Bà chủ nhà đang ngồi chơi với hai đứa con madam của tôi ở cạnh đó. Phòng ăn nằm cạnh phòng khách chính. Cô gái nhỏ bước vào lau chùi mặt bàn, rồi cô lấy ly, chén trong tủ ra đặt xung quanh. Xong xuôi cô quay lại bếp. Căn ấm hẳn lên với mùi thức ăn chín tỏa ra. Cô gái lấy ra một cái mâm to đặt lên bàn bếp. Cô cẩn thận hớ các loại hạt phía trên nồi cơm vào một cái bát con, rồi trút hết ra cơm ra mâm. Sau đó cô xếp những miếng gà nướng cháy cạnh kính mặt mâm, chỉ để chừa một vòng tròn nhỏ trên cùng. Cô rắc hạt từ chiếc bát con vào vòng tròn đó. Cô múc súp ra 20 chiếc bát có nắp đậy và để sang một cái mâm khác cùng với rau thơm, xà lách trộn nước cốt chanh, rồi bảo tôi cùng bê lên phòng ăn. Vì mâm cơm khá to nên chúng tôi phải khiêng lên trước. Mọi người đã chờ sẵn ở đó. Cô gái nhỏ lấy một cái mâm nhỏ hơn trong tủ, xúc một âu cơm và đặt lên đó một cái đùi gà lớn cùng với canh rau. Cô lẳng lặng bê mâm đi ra ngoài. Thoạt tiên tôi nghĩ đó là phần cơm của chúng tôi nên đi theo, nhưng cô quay lại rất nhanh nói: "Cơm này của ông chủ chị, tôi bê sang nhà cho ông vì ông không thể ăn chung với phụ nữ bên này được. Chị ở lại trông chừng bọn trẻ và các madam ăn nhé." Tôi quay lại, quên mất ông chủ tôi hiện diện ngay sát ở đây đó. Madam của tôi ngồi dưới sàn với các tấm đệm kê quanh lưng, còn những người khác thì ngồi trên bàn ăn. Có khoảng gần chục đứa trẻ con nhốn nháo quanh mâm cơm. Madam tôi bê một đĩa cơm và rất thành thạo, bà bóc một miếng nhỏ vo lại bằng ba đầu ngón tay rồi bỏ vào miệng thằng bé Út. Thấy tôi, bà ra hiệu đút cho nó. Tôi bê đĩa cơm và lóng ngóng không biết đút bằng tay như thế nào vì các hạt cơm khô rời rong rỏng. Thằng bé đứng trước mặt tôi há cái mỏ chim chờ sẵn. Tôi múc cơm bằng ba ngón tay như bà chủ, nhưng cơm cứ trôi tuột đi đâu hết. Nhìn quanh, tôi lấy một cái thìa ăn canh súp múc cho nó. Nó chỉ vào tôi và nói với đám anh chị nó bằng một cái giọng ngọng nghịu. Bọn kia cười ầm lên. Một con bé béo nút tóc xoăn, mắt lồi khoảng hơn 10 tuổi tới chỗ tôi và nói bằng tiếng Anh lơ lớ: "Cô đến từ đâu?" "À, cô đến từ Việt Nam." "Việt Nam là ở đâu?" Tôi đáp: "Việt Nam xa lắm." Nó nhún vai, không biết. Tranh thủ tôi hỏi nó: "Thế chị làm ở đây đến từ đâu?" "Ở Bangladesh." Tôi không dám hỏi thêm vì phải chạy theo thằng bé Út để đút cơm. Bữa ăn dài khoảng một tiếng thì kết thúc. Tôi và cô gái nhỏ dọn dẹp sạch sẽ trên phòng ăn rồi xuống bếp. Cô gái nhặt hết đám xương gà và giấy ăn trong mâm cơm ra, rồi bóc ngon ăn ngon lành. Tôi đứng ngây người, ít ra ở nhà chủ cũ tôi còn được ăn những thứ chừa sẵn lại khi bê đồ ăn lên cho họ. Cô gái nhỏ cũng ngạc nhiên nhìn tôi: "Chị ăn đi chứ, ăn nhanh còn về nhà chủ chị mà làm việc. Tôi sẽ chỉ nốt cho chị cách pha cà phê rồi chị có thể về." Tôi lắc đầu, không thể ăn như thế này được. Lặng lẽ, tôi mang son nồi bày bừa, lúc nấu ra bồn rửa. Bắt đầu kỳ cọ, bàn tay tôi vẫn chưa lành hẳn, nhúng vào nước rửa chén, pha thuốc tẩy xót bắn người lên. Cô gái ăn xong thì ra phụ cùng tôi. Sau khi lau chùi căn bếp bóng loáng, tôi lấy giấy bút ra ghi cách pha ga òa, cà phê của người Ả Rập. Thứ bột màu vàng nâu mùi nồng như có mùi hồi và quế. Ga òa pha khá dễ nhưng phải căng giờ cho đúng thì mới ngon được. Làm lâu năm như cô gái kia mà còn phải rót ra chén nhỏ thử 2-3 lần trước khi đổ vào bình bê lên cho các madam. Xong xuôi, cô bảo tôi ra cổng để cô dẫn về. Tôi không phải chào madam chị và cũng không bao giờ tôi được quay lại căn nhà ngập hoa và ánh sáng ấy nữa. Ông chủ mở cổng và cô gái nhỏ quay người đi. Đó là lần đầu tiên và cũng là lần cuối tôi gặp cô gái Bangladesh ấy. Sau khi bước vào trong sân, tôi phải hình dung công việc tiếp theo để làm cho đúng giờ. Tôi vào bằng cửa bên hông sân để vào bếp.
Nhìn đồng hồ, gần tới giờ đi chùa sân, tranh thủ vài phút ít ỏi, tôi lao lên tầng cầm điện thoại xuống, đi tìm ông chủ. Tôi gặp ông ta đang mặc áo dài chuẩn bị đi làm, tôi hỏi ông. Tôi không có cách nào để nói chuyện được với con tôi ở nhà, ông có thể cho tôi wifi để tôi gặp con tôi được không? Ngần ngừ một chút rồi ông ta nói, cô không được phép để vợ tôi biết là cô có wifi của nhà này. Nếu vợ tôi biết, tôi sẽ cắt wifi của cô, hiểu chưa? Tôi đưa điện thoại để ông ta nhập mật khẩu sau khi hứa sẽ không dùng điện thoại cho đến lúc đi ngủ. Ông ta đi rồi, tôi cất điện thoại và ra sân làm việc. Đêm nay tôi sẽ nhắn cho Iris và các con. Phần 5 và phần 6 xin được phép tạm dừng lại ở đây. Hẹn gặp lại quý vị vào lúc 5:30 sáng trên kênh Cô Khanh Đọc Truyện và lúc 20 giờ trên kênh Truyện Mới Mỗi Ngày. Xin chào.